Xin chào tất cả các bạn và các em, chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại chuyên đề về tập Estelipis đề số 08. Chuỗi này là chuỗi như các em đã biết để thầy giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có thể học chắc phần Estelipis nhiều hơn nhá. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em cùng theo dõi, cùng ủng hộ thầy, cùng chia sẻ lại buổi học này và cùng comment đáp án xuống phía dưới ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất là nhiều. Câu số 1. Trong đề thi thử Liên trường Hải Dương lần 3 năm 2022 thì mình có ạ. Cho 19,1 gam hỗn hợp. 19,1 hỗn hợp gồm CH3, COO, C2H5 và H2N, CH2, COO, C2H5. Tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH. Vừa đủ. Số mol là 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Thì thu được dung dịch chứa m gam muối. Thì muối chúng ta nó là CH3, COO, Na, H2N, CH2, COO, Na. Và dĩ nhiên là có cả C2H5, OH thoát ra. Thì số mol CH5OH thì chính bằng 0,2 mol. Vậy ở đây mình đi bảo toàn khối lượng. Thì mình có 19,1 cộng với khối lượng của NaOH là 0,2 nhân 40 thì bằng m muối cộng m của CH5OH là 0,2 nhân 46. Và tới đây chúng ta tìm được m muối ạ. M muối của chúng ta nó sẽ bằng là 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ 0,2 nhân 46 bằng 17,9 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 17,9 gam. Câu số 2. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 3,2 gam ancol metilic CH3OH số mol là 0,1 với lượng dư axit propionic C2H5 COOH thì thu được este mũi tên hai chiều. Este chúng ta là CH5 COO CH3. Đúng không ạ? Hiệu suất phản ứng este hóa là 50%, 0,5. Vậy hiệu suất phản ứng sẽ tính theo chất hết. Thì ở đây anh axit thì dư, vậy tính theo CH3OH. Số mol là 0,1, thuận thì phải nhân với hiệu suất, nhân với 0,5 thì bằng 0,05. Vậy phân tử khối của CH5COCH3 bằng 88, mình sẽ có là 0,05 nhân 88. Kết quả chúng ta bằng 4,4 gam. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 3. Hỗn hợp X gồm etin format HCOO C2 H5 etin acetat CH3 COO C2 H5 dietin oxalat COO C2 H5 COO C2 H5 đun nóng 23,5 gam với dung dịch NaOH dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được muối. Đúng chưa? Muối của chúng ta sẽ gồm này: HCOONa, CH3COONa, COONa tất cả hai lần và C2H5OH. Đề bài hỏi là phần trăm khối lượng nguyên tố oxy thì khối lượng muối này bằng 21,7 gam. 21,7 gam. Đề bài hỏi chúng ta là phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong X. Thế thì bây giờ mình đặt đi. Mình đặt số mol NaOH là A. Thì số mol CH5OH cũng là A. Vậy mình có bảo toàn khối lượng 23,5 cộng với 40A thì bằng 21,7 cộng với 46A. Và từ đó mình tìm được A bằng 23,5 trừ 21,7 bằng chia 6 bằng A bằng 0,3. Số mol NaOH mà bằng 0,3 thì mình tìm được số mol nhóm COO ở bên trong X cũng bằng là 0,3. Vậy từ đó mình tìm được khối lượng của oxy trong X, phần trăm khối lượng oxy trong X. Trong này có hai oxy này. 2 nhân 0,3 nhân 16 chia cho tổng khối lượng là 23,5 nhân 100 bằng 2 nhân 0,3 nhân 16
chia 23,5 bằng nhân 100 bằng 40,85. 40,85% đáp án đúng là đáp án B bỏ. 40,85%. Dễ quá. Câu số 4. Hỗn hợp gồm phenylacetat CH3, phenylacetat CH3, COO C6H5, metinacetat CH3, COO CH3 có khối lượng là 7,04. Thủy phân trong môi trường NaOH dư sau phản ứng thu được 9,22g hỗn hợp muối. Hỗn hợp muối 9,22g. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenylacetat trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? Thế thì hỗn hợp muối này chúng ta sẽ gồm CH3COONa và C6H5ONa. Đúng không? Dĩ nhiên nó còn thu được cả ancol là CH3OH và nước, nhưng mình không quan tâm. Mình đặt số mol phenylacetat là A, số mol metinacetat là B. Vậy mình sẽ có muối CH3COONa là A và muối C6H5ONa cũng là CH3COONa là A cộng B ạ. Còn C6H5ONa là A. Vậy ở đây mình sẽ có hệ phương trình. Đầu tiên là về bảo toàn khối lượng của 7,04, 15 cộng 44 cộng 12 nhân 6 cộng 5 bằng 136A cộng với 74B thì bằng 7,04. Khối lượng hỗn hợp muối mình sẽ có là 82 nhân A cộng B cộng với 12 nhân 6 cộng 5 cộng 16 cộng 23 bằng 116A thì bằng 9,22. 912 136 bằng 74 bằng 7,04 bằng 82 cộng 116 bằng 82 bằng 9,22 bằng A bằng 0,03, B bằng 0,04. Vậy mình tìm được phần trăm theo khối lượng của phenylacetat trong hợp ban đầu là bằng 0,03 nhân 136 chia cho 7,04 bằng nhân 100. 57,95. Đáp án đúng là đáp án D. 57,95%. Ui, câu số 5 ạ. Câu số 5 này là câu số lấy điểm 10 đa trong đa số các đề thi các em nhé. Câu số 5 này là câu lấy điểm 10 trong đa số các đề thi đấy. Các bạn cùng lưu ý ạ. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp P. Đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp P gồm 3 este P này, gồm 3 este X, Y, Z đều mạch hở đều và chỉ chứa chức este Z chấm phần trăm khối lượng lớn nhất trong P. Đốt cháy ạ. Thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước là 0,25 mol. NCO2 trừ N nước bằng 0,25 mol. Mặt khác, M gam P phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 2,2 gam hai ancol hơn kém nhau một carbon. Hơn kém nhau một carbon. Khối lượng là 2,2 gam. Và hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy T thì cần vừa đủ oxy là 0,275. Thì thu được CO2 Na2CO3 là 0,35 mol. Và H2O là 0,2 mol. Đề bài bảo tìm phần trăm khối lượng của Z. Thế thì ở đây mình có này. Bảo toàn natri thì từ số mol Na2CO3 đấy, 0,35 nhân 2 thì mình sẽ ra được số mol NaOH bằng 0,7. Đúng không ạ? Thế số mol NaOH bằng 0,7 thì ngay lập tức mình sẽ suy ra được là số mol nhóm COO trong P nó sẽ chính bằng số mol NaOH bằng 0,7. Từ đó suy ra được oxy trong P nó sẽ bằng là 1,4. Đúng không ạ? Thế thì
CO2 luôn nước. Trong cái phản ứng đốt thằng T này thì oxy trong T, oxy trong P thì chính bằng oxy trong T, cũng bằng 1,4. Vậy mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol CO2. Bảo toàn oxy trong phản ứng là đốt T thì mình có 1,4 này, cộng với 2 nhân với 0,275 này, bằng 2 lần số mol CO2 này, cộng với 3 lần số mol Na2CO3 này, cộng với 1 lần số mol nước này. Và đến đây mình tìm được số mol CO2, 1,4 cộng 2 nhân 0,275 trừ 3 nhân 0,35 trừ 0,2 bằng, chia 2 bằng, số mol CO2 bằng 0,35. Và ở đây mình nhìn thấy một điểm đặc biệt là carbon trong T cũng bằng 0,35 và natri trong T cũng bằng 0,35. Vậy mình nhìn thấy là C chia Na bằng 1 chia 1, sorry ạ, bằng 0,7 ạ. Cả hai thằng đều bằng 0,7. Để 0,35 nhân 2 bằng 0,7. 0,7. Và carbon là 0,35 cộng 0,35 cũng bằng 0,7. Được không ạ? Thế thì là C chia Na bằng 1 chia 1. 1 chia 1 vậy suy ra T chúng ta chỉ có thể là gồm hai muối, là HCOONa và COONa tất cả hai lần. Được không ạ? Thế giờ mình đặt đi, mình đặt anh này là X, đặt anh này là Y đi, thì mình sẽ có hệ phương trình bảo toàn natri trước X cộng 2Y thì bằng 0,7. Bảo toàn hydro 1X thì bằng 0,4. Vậy đến đây mình tìm được X bằng 0,4, còn Y bằng 0,15. Đây, 0,4 và 0,15. Chưa xong. Thế ở đây mình tìm được khối lượng của muối, và từ đó mình bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của P. Bảo toàn khối lượng thì mình có khối lượng của hỗn hợp P cộng với khối lượng NaOH là 40 nhân 0,7 thì bằng khối lượng của ancol là 22,2 cộng khối lượng muối là 0,4 nhân 68 cộng 0,15 nhân với 67 nhân 2, 134. Và từ đó mình tìm được khối lượng của P, 2,2 cộng 0,4 nhân 68 cộng 0,15 nhân 134 trừ 40 nhân 0,7 bằng 41,5 gam. Khối lượng của P bằng 41,5. Đốt P thu được CO2 và nước. Rồi mình đặt số mol CO2 là A, số mol nước là B, thì mình sẽ có là A trừ B bằng 0,25. Đấy chưa? A trừ B bằng 0,25. Phần trăm khối lượng. Mặt khác M gam P phản ứng vừa đủ ancol. Khó phết. Khó mà. Thực sự khó. Bây giờ mình còn thiếu cái chỗ thằng oxy gì nữa. À, không cần. Vậy ở đây mình sẽ có là carbon trong này bảo toàn là A, hydro trong này là 2B. Vậy mình bảo toàn khối lượng, mình sẽ có là 12A cộng với 2B cộng 16 nhân 1,4 thì bằng khối lượng của P. Vừa tìm được khối lượng của P bằng 41,5. Và đến đây mình tìm được A và B. Một bằng trừ một bằng 0,25 bằng 12 bằng 2 bằng 41,5 trừ 16 nhân 1,4 bằng A bằng 1,4, B bằng 1,15, A bằng 1,4, B bằng 1,15. Ok, đã được A, B. Anh này bằng 1,4 này.
1,15 nhân 2 bằng 2,3 này. Bây giờ đề bài hỏi, bây giờ mình còn chưa tìm phần trăm của Z mới căng. Giờ đi tìm carbon này. Carbon hơn kém nhau một carbon, hơn kém nhau một C. Hỗn hợp này hơn kém nhau một C. Thì mình tìm được số nguyên tử carbon trong ancol thì nó sẽ bằng là 1,4 này trừ vào carbon trong muối là trừ đi 0,7, 1,4 trừ 0,7 thì còn 0,7. Hiđro trong ancol, hiđro là 2,3 này, trừ đi hiđro trong muối là trừ đi 0,4 thì còn 1,9. À đâu, chưa cộng được AH, quên, 1,9 cộng 0,7 nữa. 1,9 cộng 0,7 thì bằng 2,6. 2,6. 2,6, 1,9 cộng 0,7 bằng 2,6. Mà số mol oxy trong ancol thì bằng 0,7. Được chưa? Thế mình nhìn thấy này, số nguyên tử carbon chính bằng số oxy trong ancol, vậy suy ra là số nguyên tử carbon bằng số nhóm OH. Mặt khác, mình nhìn thấy rằng là số nguyên tử hydro này lớn hơn so với 3 lần số nguyên tử carbon. Nên chắc chắn là ancol này bắt buộc phải chứa C3H. Vậy nó chỉ là C3H và C2H4 OH tất cả 2 lần. Được chưa? Giờ đặt UV rồi. XI, à bây giờ còn UV. UV, mình sẽ có hệ phương trình 32U cộng với phân tử khối này là 24 cộng 4 cộng 17 nhân 2 bằng 62V bằng 22,2. Phương trình thứ hai là oxy trong ancol U cộng 2V bằng 0,7. 912 32 bằng 62 bằng 2,2 bằng 1 bằng 2 bằng 0,7 bằng U bằng 0,5, V bằng 0,1. U bằng 0,5, V bằng 0,1. Vậy suy ra là số mol của C3H bằng 0,5 và số mol của C2H4OH 2 lần bằng 0,1. Đấy. Thế thì từ số mol muối và số mol ancol thì mình sẽ suy ra. Đây, muối là 0,4 với 0,15 đây. Đều mạch hửa chỉ chữ chức Z chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất trong P. Khó. Đầu HCO A anh này 0,4 lớn nhất, mà anh này 0,1. Vậy nghĩ ngay việc là thằng X chúng ta sẽ, nó sẽ là HCOO tất cả 2 lần C2H4. Đúng không ạ? Ghép cái này mới khó. Số mol tính được đằng này đi 0,1 thì đầu HCO nó còn dư là 0,2. Đúng không ạ? Đầu HCO nó còn dư 0,2. Vậy thì còn dư 0,2 thì nó hợp với anh CH3H, vậy nó sẽ là HCOOCH3. Tính theo nó là 0,2. Được chưa? Thế còn anh cuối cùng nó sẽ là anh COOCH3. COOCH3. Được không ạ? Thì nó tính cho thằng COO 0,15. 0,15 phần trăm khối lượng của Z trong P. Z biết rồi, số mol 0,15. 0,15 nhân vào ngoặc đơn 44 nhân 2 cộng 15 nhân 2 bằng chia cho khối lượng của P là 41,5 bằng nhân 100%. 42,65. Đáp án đúng là đáp án D. 42,65. Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em giải được câu khó nhất, mức độ vận dụng cao nhá. Câu này nếu mà có bên trong đề thi trung học thông ra thì nó sẽ là lấy 10 điểm. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi video này của thầy. Các bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn về các cái phương pháp giải nhanh hoặc là cái kỹ thuật để mà làm nhanh những câu mức độ vận dụng cao này thì có thể tham khảo trong khóa học của thầy bằng cách là inbox cho fanpage hoặc inbox trực tiếp cho thầy. Ok, bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.